Phong thủy cho phòng ngủ phải kiêng kỵ 10 điều này để tránh xung đột vợ chồng mới cưới. Phải kiêng kỵ 10 điều này để tránh xung đột vợ chồng mới cưới. Trong phong thủy cho phòng ngủ, vị trí giường ngủ hết sức quan trọng. Bạn nên xem xét những điều nên làm và không nên làm với giường ngủ. Có những cặp vợ chồng sau khi kết hôn chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn, có đôi khi lại xảy ra chiến tranh lạnh liên miên. Có người lại nhận thấy bạn đời không còn yêu mình như trước. Theo phong thủy thì có hai nguyên nhân chủ yếu: một là do mệnh ngũ hành của hai người không hợp nhau, hai là chịu ảnh hưởng của môi trường sống. Chỗ ở thanh bình cho ta cảm giác khác chỗ ở ồn ào. Đây chính là sự khác biệt của phong thủy ở từng môi trường sống, và nó cũng có tác động không nhỏ đến con người. Dưới đây là một số kiêng kỵ trong phong thủy phòng cưới bạn nên tránh để có cuộc sống hôn nhân được tốt đẹp. Một, vị trí phòng tân hôn nên đặt ở hướng có ánh nắng chiếu vào. Nếu phòng tối ẩm thấp sẽ khiến tâm trạng hai người bị ức chế. Hai, vị trí giường không được sát với hướng bạch hổ, hướng này dễ khiến cặp vợ chồng bất hòa. Theo phong thủy phòng ngủ, đầu giường ngủ phải tiếp giáp với bức tường bằng phẳng để đảm bảo sự ổn định cho cuộc hôn nhân. Bức tường này không ổn định vững chắc chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, bức tường có hình dạng cong. Từ quan điểm số học trong phong thủy, đường thẳng đại diện cho sự tĩnh, đường cong đại diện cho sự chuyển động. Chuyển động là không ổn định, do đó cuộc sống hôn nhân cũng không thể tốt đẹp. Thứ hai, thiết kế của bức tường có quá nhiều góc cạnh thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được êm đềm ổn định. Ba, hai bên giường ngủ cần có sự cân bằng. Giường ngủ được coi là trung tâm của phong thủy nhà ở. Phía bên phải của giường ngủ rộng hơn bên trái, sự tương tác của phía bên phải của giường ngủ mạnh hơn bên trái. Bên phải sôi động và bên trái tĩnh lại thì âm dương lộn ngược là một điểm gỡ trong phong thủy. Hai bên giường không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Phía trước và hai đầu giường không nên đối diện với gương, vợ chồng dễ bất hòa. Bốn, tuyệt đối không nên để loa đài ở tủ đầu giường. Như vậy sẽ khiến vợ chồng bị suy nhược thần kinh. Năm, màu sắc trong phòng, tránh sử dụng gam màu tối như màu xanh sẫm, màu xanh lá cây đậm, màu đỏ sẫm, màu tro, dễ khiến tâm trạng hai vợ chồng không thoải mái. Sáu, đầu giường kiêng kê sát vào cửa sổ. Trong phong thủy học, đầu giường kê sát vào cửa sổ thì không tốt, rất không thích hợp đối với an ninh của gia đình. Trừ một số trường hợp đặc biệt, nếu không đầu giường nên cố gắng tránh sát vào cửa sổ. Bảy, mặt tường, đồ dùng trong phòng, rèm, không nên dùng quá nhiều màu nóng, bởi sẽ khiến cơ thể bị suy nhược thần kinh, hoảng sợ, bất an, nóng tính, dễ cãi nhau. Tám, tranh ảnh treo trong phòng nên giản dị, trang nhã, tránh treo quá nhiều tranh ảnh trong phòng tân hôn. Chín, đầu giường kiêng chiếu thẳng vào nhà vệ sinh. Nếu cửa toilet hướng thẳng vào đầu giường, bạn đã phạm phải hung vi, do toilet tuôn tỏa mùi xí, uế và tiếng nước vào rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng. Nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại, đồng thời luôn chú ý đóng kín cửa toilet và thông gió để giảm mùi xú uế.
10. Không nên trang trí phòng cưới chỉ với hai màu đỏ và màu trắng. Màu đỏ tượng trưng cho yếu tố lửa, hỏa. Còn màu trắng tượng trưng cho kim loại, yếu tố kim. Về mặt bản chất phong thủy, lửa luôn luôn khắc chế kim loại. Phòng cưới được trang trí hai màu chủ đạo đỏ và trắng là đi ngược nguyên tắc phong thủy. Nó khiến hai vợ chồng bất đồng, thường xuyên tranh cãi với nhau, dẫn tới sự bất ổn, khó bền vững cho hôn nhân. Một số lưu ý khác về vấn đề đặt giường ngủ đúng cách và thiết kế cũng được coi là điều cốt lõi. Đơn giản mà nói, thiết kế hấp dẫn và không màu mè là tốt nhất. Giữ được sự yên tĩnh cho nơi bạn ngủ, sử dụng hoa tươi hoặc cây cảnh trong thiết kế phòng ngủ sẽ làm giảm ham muốn tình dục đối với những người đã lập gia đình. Vì thế, không nên đặt hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ. Một điều quan trọng khác là trong lúc nằm ngủ trên giường, bạn không nên nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng nước chảy. Đó có thể xuất phát từ chậu rửa mặt hoặc bồn cầu. Bày quá nhiều cây cảnh, hoa tươi trong phòng ngủ, vợ chồng sẽ làm giảm ham muốn tình dục. Treo đặt gương gần giường ngủ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho giấc ngủ. Phòng ngủ là nơi mà mọi người ngủ nghỉ sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, do đó việc bài trí sao cho thoải mái và không gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng là việc rất đáng quan tâm. Chọn màu sắc trong phòng ngủ. Về màu sắc, bạn nên sơn phòng ngủ với những gam màu nhạt, tránh những màu quá đậm vì dễ gây sự khó chịu, xung khắc và nặng nề. Đối với các cặp vợ chồng, nên chọn gam màu vàng là màu chủ đạo cho phòng ngủ, vì theo nghiên cứu, đây là gam màu của sự gắn kết và cộng tác. Để giảm việc bất đồng quan điểm và cãi cọ, bạn có thể bố trí nến gắn nét thủy tinh ở tủ đầu giường. Nến sẽ tạo nên sự ấm cúng cho cuộc sống tình cảm của vợ chồng. Chọn những loại cây phù hợp với mệnh gia chủ. Một trong những điều phong thủy giúp vợ chồng luôn hạnh phúc thì không thể thiếu được những mảng xanh tươi tốt, giúp hút những vận khí tốt về cho gia đình. Hãy để chọn cho mình loại cây phù hợp mệnh gia chủ và đặt chúng vào một góc nhỏ của ngôi nhà sẽ tạo thêm sinh khí cho ngôi nhà. Và nó còn có khả năng tăng cường năng lượng rất tốt cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ. Nên treo đôi uyên ương hay đôi vẹt xanh. Treo bức tranh có đôi uyên ương ở góc tây nam của phòng ngủ sẽ tạo ra năng lượng rất tốt, bồi dưỡng cho cuộc sống tình cảm của bạn. Nhiều người Hoa trước đây cho rằng nếu ai còn độc thân thì nên treo tranh uyên ương hoặc mua một đôi uyên ương bằng gỗ đặt trong phòng ngủ. Lưu ý là chỉ sử dụng một đôi, không được dùng một hoặc ba con. Lý do là treo hoặc trưng bày chỉ một con trống hay mái là chỉ hàm ý người treo sẽ sống độc thân mãi mãi. Còn ba con hàm chỉ trong cuộc sống hôn nhân sẽ có kẻ thứ ba chen vào. Muốn hút người khác phái, hãy để một đôi uyên ương trong phòng ngủ của mình. Nếu không tìm mua được đôi uyên ương thì treo hình của một đôi vẹt xanh cũng có ý nghĩa tương tự. Có điều, bạn không nên nuôi một đôi vẹt thật, bởi vì theo phong thủy, nuôi chim trong lòng được xem là rất xấu. Chim bị nhốt trong lòng tượng trưng cho khả năng bay bổng, tự do và công danh cũng không được thăng tiến suôn sẻ. Đôi ngương hoặc vẹt xanh tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên treo bức tranh minh họa bên phải ở góc tây nam của phòng ngủ hoặc của ngôi nhà để khơi gợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống vợ chồng. Xuân Rồng Channel, kênh thức giải trí mới nhất. Hãy click vào nút đăng ký ngay subscribe để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi nha các bạn.